Thank you.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục của chủ nhiệm câu lạc bộ Nina NC. Và để cho khán phòng của chúng ta hơn sôi động hơn, sau đây là một bản hit trong thời gian qua đã được rất nhiều người yêu mến. Và sau đây chúng ta đến cùng đến với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua qua giọng hát của bạn Phương Hà và guitar Ngọc Khánh. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Yeah.
nhau đến với một ca khúc và đầy những giao sử dụng tại quang tháng nhào nặng và được rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng tất cả đều có chung một thông điệp muốn gửi tới qua bài hát này, đó là mong người sống có nghị lực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đặc biệt đã luôn được tới những ước mơ. Chúng ta cùng chào đón lên sân khấu bạn Phương Anh và Thư Linh cùng với guitar của Thái và trống Thanh Hà qua ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Xin mời các bạn lắng nghe. Làm sao? Ta trưởng ra không thì ta chi. Chi nhá. Thank you.
vời đúng không? Vâng, chúng ta đã được nghe rất nhiều ca khúc và trải qua nhiều những cuộc cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây là một phần thể hiện rất hay qua giọng ca đầy cảm xúc Phạm Thanh cùng với ca Tiến Hạnh. Ca khúc của Nam Tiên, Nothing Gonna Change My Love For You. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong vòng tay anh. Để anh nhận ra, để anh nhận ra chỉ có em mang đi theo. Anh sẽ chỉ một dòng đường đều. Và anh sẽ nhận ra, để anh không thể.